là chủ cửa hàng, điều gì đang làm bạn lo lắng? Phải thường xuyên có mặt ở cửa hàng để giám sát mọi hoạt động. Không kiểm soát được hàng tồn kho hay hạn chế thất thoát. Bạn lúng túng không nắm được tình hình kinh doanh hàng tháng. Nhiều sai sót, chậm trễ khi bán hàng, có quá nhiều mặt hàng và thông tin hàng hóa cần quản lý, hay khó khăn khi nắm bắt thông tin khách hàng và các nhà cung cấp. Chúng tôi giới thiệu giải pháp thông minh, phần mềm quản lý bán hàng Kiosk Việt giúp bạn bán hàng dễ dàng, nhanh chóng tính tiền, áp dụng ưu đãi, tạo hóa đơn, kiểm soát giao dịch từ tổng thể tới chi tiết như bán hàng, đặt hàng, trả hàng, nhập hàng, chuyển hàng, quản lý hàng hóa khoa học, chặt chẽ, tạo danh mục theo nhóm, thiết lập giá bán, kiểm kho, luôn nắm bắt được danh sách khách hàng và nhà cung cấp. Với chi tiết thông tin, báo cáo kinh doanh đa phương thức, hiển thị trực quan, giúp bạn có đầy đủ cơ sở để đưa ra những quyết định kinh doanh sáng suốt. Quản lý thu chi chính xác trên sổ quỹ, hỗ trợ hạch toán rõ ràng các khoản chi phí. Tương thích với nhiều phần cứng, thiết lập nhanh như pha trà, làm quen dễ như uống trà với chi phí mỗi ngày chỉ bằng một cốc trà đá. Gọi 1800 6162 hoặc truy cập www.kioskviet.vn để dùng thử ngay 10 ngày.